Vâng, xin chào tất cả các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của Thế Giới Gỗ Quý. Trong video hôm nay thì em muốn giới thiệu đến các bác một bộ sản phẩm hoàng gia chân 12. Nhưng bộ sản phẩm này hơi đặc biệt một chút xíu, đó là bộ sản phẩm này làm theo đơn đặt hàng của bác khách là chân 12, nhưng mà cái mặt tràn lại dày là dày 5 phân. Bình thường thì các bác thấy là cái hàng hoàng gia chân 12 ấy, thì em sẽ làm là khuôn tranh 4 ván 2. Đấy, nhưng mà với bộ sản phẩm này thì em làm mặt tràn là dày 5 phân theo một đơn đặt hàng của một bác khách ở trong miền Nam. Thì bác ấy cũng vừa đã ra bay ra tận đây và ký kết vào bộ sản phẩm này rồi. Đấy, và sắp tới thì bác chỉ hẹn ngày để em bàn giao đến thôi. Và bộ sản phẩm này thì có điểm gì đặc biệt và cũng như là những cái chi tiết như thế nào thì các bác cùng theo chân em xem là với một bộ hoàng gia chân 12 thì cái mặt tràn làm có hài hòa hay không. Bộ sản phẩm này thì các bác thấy là em làm là hàng 6 món, bao gồm là có một đoạn dài và phần đoạn dài này là 2m60. Như các bác thấy ở trên video đây thì cái giá trị, cái điểm giá trị nhất của bộ sản phẩm này đó là cái phần mặt tràn là độ dày 5 phân. Đó, và đặc biệt là như trên phần trương này các bác thấy là trương là em làm là trương dày 8 và trương liền khối. Đấy, tất cả những cái phần hoa hồng này các bác thấy là em đều đục tỉa lại bằng tay rất là đẹp. Đấy, trương liền khối này, tất cả những cái phần hoa hồng này đều đục tỉa lại bằng tay này. Và cái vách lưng là vách lưng dày 3 phân. Đấy, một bộ sản phẩm làm bằng gỗ hương đá và đã hoàn thiện xong rồi, đủ 7 nước sơn rồi. Và bác khách của em hôm nay ra xem và ký kết, và sắp tới thì cũng hẹn ngày để bàn giao. Các bác thấy thêm là đối với gỗ hương đá thì nó là một chất liệu gỗ mà cái đường vân nó sẽ rất là đẹp. Và đặc biệt là khi mà em làm những cái dáng hoàng gia ấy, thì cái dáng em làm thì nó sẽ rất là bay. Và cái phần tay này các bác thấy là em làm là tay đặc 100% đấy. Tay đặc 100%. Đấy, bình thường các bác thấy trên thị trường hay là những cái trường hợp sẽ nối hai phần, một phần trên một phần dưới thì thành một cái phần tay như này, thành một cái tay chữ S như này. Nhưng mà nhà em thì làm liền khối, các bác thấy này, không có một đường nối ghép nào hết này, liền khối. Và cái điểm giá trị nhất đó chính là cái điểm mặt tràn này. Mặt tràn là dày 5 phân ạ. Đấy, nếu mà các bác sử dụng mặt tràn, các bác sử dụng mặt tràn 5 phân là cũng đã rất là ok rồi. Đấy, với một bộ hoàng gia chân 12 như thế này mà có thể làm mặt tràn 5 phân, dày 5 phân như thế này ạ. Ngoài ra thì bộ sản phẩm có thêm hai chiếc ghế đơn. Hai chiếc ghế đơn của bộ sản phẩm này thì em làm với cái chiều ngang là 97 các bác nhá. Chiều ngang là 1m1. Chiều ngang của nó là 1m1 và 1m07, nó rơi vào tầm 1m07 đến 1m1. Và cái vách lưng thì cũng với độ dày là 3 phân luôn. Đấy. Bộ này thì có cái mặt bàn là em đục thuận buồm xuôi gió này. Mặt bàn này thì chiều rộng em làm 81 và chiều dài là 1m57. Mặt bàn đục thuận buồm xuôi gió rất là đẹp. Và bàn thì em luôn luôn tặng kèm theo kính, tức là khi mà các bác sử dụng thì sẽ có kính bàn và kính đôn. Đấy, kính bàn và kính đôn. Các bác thấy thêm là cái những cái phần chân này là em đục tỉa hoa lá tây. Đấy, đều đục tỉa hoa lá tây này. Những cái phần chân này đều đục tỉa hoa lá tây này. Cổ chỉ thì là cổ chỉ 3 tầng các bác nhá. Cổ chỉ thì là cổ chỉ 3 tầng. Cổ chỉ 3 tầng và đục hai mặt, mặt trước và cả mặt sau. Đấy, với bộ sản phẩm này thì đục cả mặt trước và cả mặt sau. Nó rất là hài hòa. Với cái diện tích phòng khách các bác có một cái không gian khoảng tầm 20 đến 25 m2 là các bác đã có thể kê được bộ sản phẩm này rồi. Và ngoài ra nếu các bác nào ở khu vực miền Bắc thì cơ sở em sẽ miễn phí vận chuyển 50 cây số, bảo hành sản phẩm trong vòng 5 năm. Và đặc biệt là khi mà các bác sử dụng hàng của cơ sở em trong vòng 1 tháng đầu tiên có gặp bất kỳ một cái vấn đề hay là một lỗi gì thì cơ sở em sẽ hỗ trợ để đổi cho các bác một sản phẩm mới luôn. Đấy là cái chế độ của đối với khách hàng đã mua hàng của cơ sở em. Cảm ơn các bác đã theo dõi tới cuối video. Kính chúc các bác có một sức khỏe và gia đình thật là ấm áp. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở trong những video lần sau ạ.